Ông ơi, ông ơi, có chuyện gì vậy? Tôi nói cái này ông phải thật bình tĩnh nhá. Cái Như nó đi thử lại ADN rồi. Cô Phúc ấy không phải là em gái của ông đâu. Thôi, mấy người có thành kiến với nó rồi nói bậy nói bạ. Ông xem đi, đây này. Kìa ông. Anh ơi, tôi đã nói là ông bình tĩnh cơ mà. Cứ bình tĩnh đã. Đi vào trong nhà đi. Dì Lan, dì đỡ một tay đi. Vào đây. Anh cả hai đã bảo ông bình tĩnh rồi. Ngồi đây. Khéo khéo. Dì ra lấy cho anh cốc nước đi. Vâng. Khổ quá. Anh ơi, ông uống cốc nước đi. Khổ quá. Đi, vào đây, vào đây, vào đây. Nhanh lên. Bác tổ trưởng ơi! Bác tổ trưởng! Bác tổ trưởng ơi! Em gái bác đâu rồi? Cô ta là đồ lừa đảo. Bác mau giao cô ta ra đây. Cô ta lừa đảo chúng tôi, bảo chúng tôi là làm nhiệm vụ mua hàng. Thế xong rồi là không hồi lại tiền cho chúng tôi nữa. Các chị ơi, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng. Tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy mà nỡ lòng nào lừa bọn em như thế hả chị? Các chị có chuyện gì? Sao hôm trước tôi hỏi còn đang có vẻ bí mật với tôi lắm cơ mà. Ôi giời, nếu không phải là em gái của tổ trưởng thì còn lâu chúng tôi mới tin nhá. Đáng lẽ ra ấy, là tôi phải nghi ngờ cô ta từ cái lúc mà cô ta mời ăn mời uống ấy, xong tỏ ra thân thiết rồi. Chị ơi, như thế người ta gọi là thông đồng lừa đảo. Mà là em của bác tổ trưởng, chị vào gọi bác tổ trưởng ra giải quyết cho bọn em đi. Đúng rồi, bác tổ trưởng mà không ra đấy là chúng tôi báo công an đấy. Mọi người ơi, mọi người ơi, gia đình này là gia đình lừa đảo. Ra đây mà xem gia đình như này lừa đảo có tổ chức này. Này, chính các chị mới đang làm gây rối mất trật tự công cộng đấy nhá. Vu khống cho người khác là nên gặp chính quyền. Đừng có nói bừa. Nhưng mà người nhà này lừa đảo chúng tôi. Ai lừa? Nhà nào? Hả? Vu khống mà không có chứng cứ ấy, tôi báo công an đấy. Tôi kiện đấy. Thôi, mọi người cứ bình tĩnh. Có chuyện gì ấy, chúng ta từ từ nói. Bác bảo em gái bác trả lại tiền cho chúng tôi đi. Cô ấy không phải là em gái của chúng tôi. Cô ta không phải là em gái của bác tổ trưởng thì là ai? Cô đừng có chối. Dù sao tôi cũng là tổ trưởng ở đây. Xin mọi người nể mặt tôi một chút. Có chuyện gì ấy, chúng ta vào nhà nói chuyện. Đúng như vậy, tôi xin chịu trách nhiệm. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.